À, giới thiệu với ông, đây là cậu Phất, con nhà ông Phơ, chủ nhiệm hợp tác xã xử lý rác thải đấy. Bác giới thiệu thế vẫn thiếu chức danh của Phất rồi. Thiếu à? Ừ. Chết rồi. Phất giới thiệu với bác Rai là Phất là chủ nhiệm hợp tác xã xử lý rác thải, kiêm chủ vựa gỗ quý. Đúng rồi, rồi bác quên, bác xin lỗi nhá. Thì đấy, hôm nay bác gọi Phất giật giọng quá, thế cho nên là Phất chỉ mang một cục trầm bé thế này thôi. Chứ còn gì, Phất định mang một cục trầm nó phải to, nó phải to bằng bằng bằng, nó phải to bằng cái cục này này. Để biếu bác đấy. Cục trầm to bằng đây á. Phất Phất cất quà lên nhá. Phất để lên kia cho bác rồi. Này này. Hả? Giữa thủ đô Hà Nội mà bà lại đào đâu ra cái thằng quái dị thế này? Hả? Cái gì đấy hả Phất? Vừa nói xấu Phất rồi này. Không. Vừa nói xấu Phất xong. Cái gì đi? Khổ quá đi thôi. Đi lên trên gác, gọi ngay con Linh xuống đây cho tôi. Nhanh lên. Ôi, Phất ơi, bác bảo này. Thôi, hạ hỏa nhá. Đừng chấp nhá, ông ấy giờ hơi lẩm cẩm đấy Phất ạ. Nhá. Phất còn lạ gì cái kiểu dạng người nghệ sĩ dởm đời ấy. Hâm lắm. Hâm lắm. Trời ơi, con đã bảo là con không thích xuống mà con bắt con xuống thế nhở? Đấy, ai đấy? Em nói đây Phất ạ, em đấy. Ngon thế. Ai đấy hả mẹ? Không phải hỏi. Ngon nhỉ? Của Phất hả? Của Phất đâu kìa? Anh bỏ tay tôi ra, anh làm cái gì đấy? Cái gì mà bỏ? Đây nhá, mẹ nói cho mà nghe này. Đây là anh Phất. Mẹ đang định giới thiệu cho con đấy. Ôi thôi, vợ đừng khóc nữa. Chồng có biết là từ nãy đến giờ vợ phải chịu đựng một thằng vô duyên vô dáng vô hình như thế không? Cứ nghĩ đến nó, vợ chỉ muốn buồn nôn thôi. Mà này, sao mẹ vợ lại vô lý thế? Mặc dù hai vợ chồng mình không sống chung với nhau ấy, nhưng chồng vẫn là chồng của vợ, chồng vẫn sống sờ sờ ra đây này. Mẹ vợ làm như thế là vi phạm luật hôn nhân gia đình đấy. Thế bây giờ phải làm thế nào? Chồng mà đưa đơn kiện, mẹ vợ không yên thân đâu đấy. Chồng này thì thôi, không kiện nữa. Nhưng mà vợ cũng phải về nói với mẹ vợ. Làm như thế là không được. Vợ nói rồi, bố vợ cũng nói rồi, nhưng mà mẹ có nghe đâu. Tính mẹ vợ thì chồng biết rồi còn gì nữa. Mẹ bảo nó là dự bị, nếu mà làm sao thì để thế chân. Cái gì? Chẳng nhẽ vợ nghe lời mẹ vợ bỏ chồng à? Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà chồng phải tìm cách đi để đưa vợ về nhà. Nếu không á, kiểu gì mẹ vợ cũng bắt vợ phải lấy cái thằng dở hơi đấy. Không lời nào nhé. Nào, nghe mẹ, có chồng không? Vợ ơi, chồng không muốn xa vợ đâu. Vợ cũng thế. Thôi chồng về đi, vợ vào nhá. Vợ vào đi, chồng muốn thấy vợ đi vào trước. Vợ muốn nhìn chồng từ đằng sau cơ. Chồng cũng muốn nhìn vợ từ đằng sau cơ. Thôi đi về đi. Này, tao cũng muốn nhìn mày từ đằng sau đấy thằng ôn bật kia. Ôi dồi mẹ. Mẹ nào hả? Ai là mẹ của mày hả? Ông kia mẹ. Đúng mày. Mày làm cái gì thế? Trời ơi, anh ấy là chồng con chứ không phải là kẻ địch đâu. Mà mày suốt ngày xui được chồng con đấy. Hả? Tao đánh nó thế là còn nhẹ đấy nhá. Hôm nay tao mà vớ được con dao tao xin cho nó mấy nhát rồi. Thằng bất dạy, mày đi vào trong nhà. Đi vào. Nhanh lên.